Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 4. Người lại làm một cái bàn thờ đồng, bề dài 20 thước, bề ngang 20 thước và bề cao 10 thước. Người làm một cái biển đúc, từ mép này qua mép kia được 10 thước, tròn tứ vi và cao 5 thước. Một sợi dây dài 30 thước vấn chung quanh nó. Ở dưới vòng chung quanh biển có hình giống con bò, mỗi thước 10 con làm hai hàng, đúc một lượt với biển. Biển để kê trên 12 tượng con bò, ba con xây về hướng Bắc, ba con xây về hướng Tây, ba con xây về hướng Nam và ba con xây về hướng Đông. Biển ở trên các con bò ấy, thân sau chúng nó đều quay vào trong. Bề dày biển một gang, mép nó như mép cái chén, làm tợ hoa huệ nở, chứa được 3.000 bát. Người cũng làm 10 cái thùng, để 5 cái bên hữu và 5 cái bên tả đặng rửa tại đó. Người ta rửa trong đó vật gì thuộc về của lễ thiêu, còn những thầy tế lễ đều tắm rửa trong biển đúc. Người làm 10 cái chân đèn bằng vàng theo kiểu đã định, rồi để nó trong đền thờ, 5 cái bên hữu, 5 cái bên tả. Lại đóng 10 cái bàn để trong đền thờ, 5 cái bên hữu và 5 cái bên tả, rồi làm 100 cái chậu bằng vàng. Người cũng làm hành lang cho thầy tế lễ và cái sân rộng, các cửa của sân, rồi bọc đồng các cánh cửa ấy. Người để cái biển ở bên hữu đền, hướng đông, về phía nam. Huram lại làm những bình cho, vá và chậu. Huram làm xong công việc người đã vì Salomon làm trong đền của Đức Chúa Trời, tức hai cây trụ và bầu trụ, hai cái đầu trụ ở trên chót trụ, hai tấm lưới bao hai cái bầu của đầu trụ ở trên chót trụ, 400 trái lựu gắn vào hai tấm lưới, mỗi tấm có hai hàng trái lựu đặng bao hai cái bầu của đầu trụ ở trên chót trụ. Người cũng làm tán và cái thùng ở trên tán, đúc một cái biển và 12 con bò ở dưới nó, chế những bình cho, vá, nĩa và các đồ lề nó. Huram Abi vì Salomon làm các đồ đó bằng đồng trơn láng, đặng dùng trong đền của Đức Giê-hô-va. Vua truyền đúc các đồ ấy nơi đồng bằng Giô-đan dưới đất sét giữa Su-cốt và Sê-rê-đa. Vua Salomon chế các đồ ấy thật nhiều lắm, còn số cân của đồng thì người ta không biết. Salomon làm hết thảy các đồ lề trong đền Đức Chúa Trời, bàn thờ vàng, những cái bàn dùng sắp bánh trần thiết, chân đèn và cái thép nó bằng vàng ròng đặng thắp trước nơi chí thánh theo lệ đã định. Cũng làm các hoa, thép và nĩa bằng vàng ròng, những dao, chậu, chén, lư hương cũng bằng vàng ròng. Và nơi vào đền, các cánh cửa đền trong của nơi chí thánh cùng các cánh cửa của đền thờ cũng đều bằng vàng. Chương 5. Ấy vậy, các công việc mà Salomon làm cho đền của Đức Giê-hô-va đều xong rồi. Salomon đem đến những vật mà David cha người đã biệt riêng ra thánh, tức là bạc, vàng và các khí dụng để vào kho của đền Đức Chúa Trời. Salomon bèn nhóm tại Jerusalem các trưởng lão Israel, các trưởng của các chi phái và các trưởng tộc dân Israel đặng rước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va lên từ thành David là Si-ôn. Mọi người Israel đều nhóm lại đến cùng vua nhằm kỳ lễ tháng 7. Các trưởng lão Israel đều đến và người Lê-vi khiêng hòm đi. Những thầy tế lễ và người Lê-vi đều đem lên cái hòm, hội mạc và các khí dụng thánh vốn ở trong trại. Vua Salomon và cả hội chúng Israel đã nhóm lại với vua, đều đứng trước hòm, dâng những chiên và bò làm của lễ, nhiều vô số không thể đếm được. Những thầy tế lễ đem hòm giao ước của Đức Giê-hô-va vào nơi dọn cho hòm, tức trong nơi chí thánh của đền dưới cánh cherubim. Hai cherubim xè cánh ra trên chỗ hòm,
che hòm và đòn khiên. Đòn khiên thì dài nên đầu đòn thấy ló ra ngoài hòm trước nơi chí thánh, nhưng ở ngoài đền thì chẳng thấy. Hòm vẫn ở đó cho đến ngày nay. Chẳng có gì trong hòm trừ ra hai bản luật pháp mà Môi-se đã để vào tại Horeb khi Đức Giê-hô-va lập giao ước với dân Israel lúc chúng ra khỏi Ê-díp-tô. Khi những thầy tế lễ ra khỏi nơi thánh, vì phàm thầy tế lễ ở đó đều đã dọn mình ra thánh sạch mà chưa giữ theo ban thứ nào. Và các người ca hát trong dân Lê-vi, tức A-sáp, Hê-man, Giê-đu-thun cùng con trai và anh em họ, đang mặc quần áo bằng vải gai mịn, cầm chập chỏa, đờn sắt và đờn cầm, đều đứng ở phía đông bàn thờ với 120 thầy tế lễ thổi kèn. Sải khi kẻ thổi kèn và kẻ ca hát đồng thinh hòa nhau như một người mà khen ngợi cảm tạ Đức Giê-hô-va. Và khi họ trỗi tiếng kèn, chập chỏa, nhạc khí lên khen ngợi Đức Giê-hô-va rằng: Ngài từ thiện, lòng thương xót Ngài hằng có đời đời, thì đền của Đức Giê-hô-va bị mây lấp đầy, đến độ những thầy tế lễ vì mây không thể đứng đó hầu việc được, vì sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy lấp đền của Đức Chúa Trời. Chương 6. Bây giờ Sa-lô-môn nói rằng: Đức Giê-hô-va đã phán rằng Ngài sẽ ngự trong nơi tối thẳm, nhưng tôi đã cất một cái đền cho Chúa trú ngụ, một nơi cho Chúa ở đời đời. Đoạn vua xây mặt lại chúc phước cho cả hội chúng Israel. Cả hội chúng Israel đều đứng. Người nói: Đáng ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, là đấng đã phán hứa với David cha tôi, và nay lấy tay Ngài mà làm cho thành lời hứa ấy. Ngài rằng: Từ ngày ta đem dân ta ra khỏi xứ Ai Cập, ta chưa chọn một thành nào trong các chi phái Israel đặng cất một cái đền để đặt danh ta tại đó, và ta cũng chẳng chọn người nào làm vua chúa trên dân Israel ta. Nhưng ta đã chọn Jerusalem để đặt danh ta tại đó, và chọn David đặng cai trị dân Israel ta. Vả David cha tôi đã rắp lòng xây đền cho danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Nhưng Đức Giê-hô-va phán với David cha tôi rằng: Ngươi có rắp lòng cất một cái đền cho danh ta, ấy thật phải lắm. Dầu vậy, ngươi sẽ chẳng cất đền ấy, song con trai ngươi sinh ra sẽ cất cái đền cho danh ta. Đức Giê-hô-va đã làm ứng nghiệm lời Ngài phán, khiến tôi kế cho David cha tôi lên ngôi trị vì Israel, y như Đức Giê-hô-va đã hứa. Nên tôi có cất đền cho danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, và tại đền ấy đã đặt cái hòm đựng giao ước của Đức Giê-hô-va mà Ngài lập với dân Israel. Sa-lô-môn đang đứng trước bàn thờ của Đức Giê-hô-va, đối mặt cả hội chúng Israel, giơ tay mình ra. Vì người đã đóng một cái sạp bằng đồng, bề dài 5 thước, bề ngang 5 thước, bề cao 3 thước, để tại giữa hành lang. Người đứng tại đó, quỳ gối xuống trước mặt cả hội chúng Israel, giơ tay lên trên trời mà rằng: Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, trên trời và dưới đất chẳng có thần nào giống như Chúa. Chúa gìn giữ lời giao ước và lòng nhân từ đối với kẻ tôi tớ Chúa, là kẻ hết lòng đi trước mặt Chúa. Đối với tôi tớ Chúa là David cha tôi, Chúa có gìn giữ lời Chúa đã hứa với người. Thật, hễ điều gì miệng Chúa phán, thì tay Chúa đã làm cho hoàn thành, y như đã có ngày nay. Vậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel ơi, Chúa đã hứa cùng tôi tới Chúa là David cha tôi rằng: Ví bằng con cháu ngươi cẩn thận đường lối mình, giữ theo các luật pháp ta, y như ngươi đã làm, thì trước mặt ta, ngươi sẽ chẳng hề thiếu người ngồi trên ngôi Israel. Nay cầu xin Chúa hãy giữ gìn lời hứa ấy. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, nguyện lời Chúa đã hứa cùng David tôi tớ Chúa được ứng nghiệm. Mà chi, có thật rằng Đức Chúa Trời ngự chung với loài người ở trên đất ư? Kìa trời, cho đến đổi trời của các từng trời còn chẳng có thế chứa Chúa được thay. Phương chi cái đền này tôi đã cất. Dầu vậy, hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy đoái thương lời cầu nguyện và sự nài xin của tôi tớ Chúa,
nghe tiếng kêu cầu và khẩn nguyện của tôi tới Chúa cầu trước mặt Chúa. Nguyện mắt Chúa ngày và đêm đói xem nhà này, vì về nhà này Chúa đã phán rằng sẽ đặt danh Chúa tại đó. Khi tôi tới Chúa hướng nơi này mà cầu nguyện, xin Chúa dũ nghe. Phàm điều gì tôi tới Chúa và dân Israel của Chúa sẽ cầu khẩn trong khi hướng về nơi này, xin Chúa hãy dũ nghe. Phải, ở nơi ngự của Chúa tại trên các tầng trời, xin Chúa dũ nghe, nhậm lời và tha thứ cho. Nếu ai phạm tội cùng cả lân cận mình và người ta bắt nó phải thề, nếu nó đến thề ở trước bàn thờ của Chúa tại trong đền này, thì xin Chúa từ trên trời hãy nghe, thi hành và xét đoán tôi tới Chúa, mà báo trả kẻ ác tùy việc nó làm, khiến tội nó đổ lại trên đầu nó, xưng công bình cho người công bình và thưởng người tùy sự công bình của người. Nếu dân Israel của Chúa vì phạm tội với Chúa bị quân thù nghịch đánh được, mà chúng trở lại cùng Chúa nhận biết danh Ngài và cầu nguyện nài xin trước mặt Chúa trong đền này, thì xin Chúa từ trên trời hãy dũ nghe, tha tội cho dân Israel của Chúa và khiến họ trở về xứ mà Chúa đã ban cho họ và cho tổ phụ của họ. Khi các tầng trời đóng chặt không có mưa bởi vì dân Israel đã phạm tội với Chúa, nếu sau khi Chúa đã đoán phạt họ, họ hướng về nơi này mà cầu nguyện, nhận biết danh Chúa, trở bỏ tội lỗi mình, thì xin Chúa ở trên trời hãy dũ nghe, tha tội cho kẻ tôi tới Chúa và cho dân Israel của Ngài. Khi Ngài đã dạy cho chúng con đường lành mà chúng phải đi theo và giáng mưa xuống trên đất mà Chúa đã ban cho dân Ngài làm sản nghiệp. Nếu trong xứ có cơn đói kém, ôn dịch, đại hạn, ten sét, cào cào hay là châu chấu, hoặc kẻ thù nghịch vây hãm các thành trong địa phận họ, bất kỳ có tai vạ gì, tật bệnh gì, ví bằng có một người hoặc cả dân Israel của Chúa đã nhận biết tai vạ và sự đau đớn của mình mà giơ tay ra hướng về nhà này cầu nguyện và khẩn xin vô luận điều gì, thì xin Chúa từ trên trời là nơi ngự của Chúa hãy dũ nghe, tha thứ cho và báo lại cho mỗi người tùy theo công việc họ, vì Chúa thông biết lòng của họ. Thật, chỉ một mình Chúa biết được lòng của con cái loài người, để khiến chúng kính sợ Chúa, đi theo đường lối của Chúa trọn đời chúng sống ở trên đất mà Chúa đã ban cho tổ phụ chúng tôi. Vả lại, vì người ngoại bang là người chẳng thuộc về dân Israel của Chúa, nhưng vì danh lớn Chúa, vì cánh tay quyền năng giơ thẳng ra của Ngài, họ sẽ từ xứ xa đi đến hướng về đền này mà cầu nguyện, thì xin Chúa từ trên trời là nơi ngự của Chúa hãy dũ nghe và làm theo mọi điều người ngoại bang ấy cầu xin Chúa, hầu cho muôn dân trên đất nhận biết danh Chúa, kính sợ Ngài như dân Israel của Chúa, và biết rằng cái đền này mà tôi đã xây cất được gọi bằng danh Chúa. Khi dân sự Chúa ra chiến tranh với kẻ thù nghịch mình, theo đường nào mà Chúa sẽ sai đi? Nếu chúng cầu nguyện cùng Chúa, xây về hướng thành này mà Chúa đã chọn và về đền này mà tôi đã xây cất cho danh Chúa, thì xin Chúa từ trên trời hãy dũ nghe lời cầu nguyện nài xin của chúng và binh vực cho họ. Nếu dân Israel phạm tội với Chúa, vì chẳng có người nào mà không phạm tội, và Chúa nổi giận, phó chúng cho kẻ thù nghịch, và kẻ thù nghịch bắt họ làm phu tù, dẫn đến xứ xa hay gần. Nếu trong xứ mà họ bị dẫn đến làm phu tù, họ suy nghĩ lại, ăn năn và cầu khẩn Chúa mà rằng: chúng tôi có phạm tội, làm điều gian ác và cư xử cách dữ tợn. Nếu tại trong xứ mà kẻ thù nghịch đã dẫn họ đến làm phu tù, họ hết lòng, hết ý trở lại cùng Chúa, cầu nguyện cùng Ngài hướng về xứ mà Chúa đã ban cho tổ phụ họ, về thành Chúa đã chọn và về đền mà tôi đã xây cất cho danh Chúa, thì xin Chúa từ trên trời là nơi ngự của Chúa hãy dũ nghe lời cầu nguyện nài xin của chúng, binh vực họ và tha thứ tội mà dân sự của Chúa đã phạm cùng Ngài. Vậy, Đức Chúa Trời tôi ơi, bây giờ cầu xin Chúa đoái thương và lắng tai nghe phàm lời nào cầu nguyện trong nơi này. Này Giê-hô-va Đức Chúa Trời ơi, xin hãy trỗi dậy để Chúa và hòm quyền năng Ngài được vào nơi an nghỉ Ngài. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời, nguyện những thầy tế lễ Chúa được mặc sự cứu rỗi và các thánh đồ Chúa được mừng rỡ trong sự nhân từ Ngài.
Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời, xin chớ từ bỏ kẻ chịu sức dầu của Chúa. Khá nhớ lại các sự nhân từ của Chúa đối với David, là kẻ tôi tớ Ngài. Chương 11. Vậy tôi nói, Đức Chúa Trời có bỏ dân Ngài chăng? Chẳng hề như vậy. Vì chính tôi là dân Israel, dòng dõi Abraham về chi phái Benjamin. Đức Chúa Trời chẳng từng bỏ dân Ngài đã biết trước. Anh em há chẳng biết Kinh Thánh chép về chuyện Eli sao? Thế nào người kiện dân Israel trước mặt Đức Chúa Trời mà rằng: Lạy Chúa, họ đã giết tiên tri Ngài, hủy phá bàn thờ Ngài. Tôi còn lại một mình và họ tìm giết tôi. Nhưng Đức Chúa Trời đáp lại thế nào? Ta đã để dành cho ta 7.000 người nam chẳng hề quỳ gối trước mặt ba anh. Ngày nay cũng vậy. Có một phần còn sót lại theo sự lựa chọn của ân điển. Nhưng nếu bởi ơn thì chẳng phải bởi việc làm nữa, bằng chẳng thì ơn không còn phải là ơn. Vậy thì làm sao? Ấy là dân Israel chẳng được điều mình tìm, song những kẻ lựa chọn thì đã được, và những kẻ khác thì bị cứng lòng. Như có chép rằng, Đức Chúa Trời đã cho họ mờ tối, con mắt chẳng thấy, lỗ tai chẳng nghe, cho đến ngày nay. Lại David có nói, ước gì bàn tiệc của họ trở nên bẫy, lưới, nên dịp vấp chân và sự phạt công bình cho họ. Ước gì mắt họ mù không thấy được, và lưng họ cứ khom luôn. Tôi lại hỏi rằng, có phải dân Israel vấp chân giường ấy hầu cho té xuống chăng? Chẳng hề như vậy. Nhưng ấy là bởi tội lỗi họ mà sự cứu đã đến cho dân ngoại, hầu để dục lòng tranh đua của họ. Và nếu tội lỗi họ đã làm giàu cho thế gian, sự kém suốt họ đã làm giàu cho dân ngoại, thì huống chi là sự thịnh vượng của họ. Tôi nói cùng anh em là người ngoại, bấy lâu tôi làm sứ đồ cho dân ngoại, tôi làm vinh hiển chức vụ mình, cố sức để dục lòng tranh đua của những kẻ đồng tộc tôi và để cứu mấy người trong đám họ. Vì nếu sự dứt bỏ họ ra đã làm sự hòa thuận cho thiên hạ, thì sự họ trở lại trong ân điển há chẳng phải là sự sống lại từ trong kẻ chết sao? Và nếu trái đầu mùa là thánh thì cả đồng cũng thánh, và nếu rễ là thánh thì các nhánh cũng thánh. Ví bằng có một hai nhánh bị cắt đi, và ngươi vốn là cây olive hoang được tháp vào chỗ các nhánh ấy để có phần về nhựa và rễ của cây olive, thì chớ khoe mình hơn các nhánh đó. Nhưng nếu ngươi khoe mình thì hãy biết rằng ấy chẳng phải là ngươi chịu đựng cái rễ, bèn là cái rễ chịu đựng ngươi. Ngươi sẽ nói rằng các nhánh đã bị cắt đi để ta được tháp vào chỗ nó. Phải lắm, các nhánh đó đã bị cắt bởi cớ chẳng tin, và ngươi nhờ đức tin mà còn. Chớ kiêu ngạo, hãy sợ hãi, vì nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các nhánh nguyên thì Ngài cũng chẳng tiếc ngươi nữa. Vậy hãy xem sự nhân từ và sự nghiêm nhạc của Đức Chúa Trời. Sự nghiêm nhạc đối với họ là kẻ đã ngã xuống, còn sự nhân từ đối với ngươi, miễn là ngươi cầm giữ mình trong sự nhân từ Ngài, bằng chẳng ngươi cũng sẽ bị chặt. Về phần họ, nếu không ghì mài trong sự chẳng tin thì cũng sẽ được tháp, vì Đức Chúa Trời có quyền lại tháp họ vào. Nếu chính ngươi đã bị cắt khỏi cây olive hoang thuận tánh mình mà được tháp vào cây olive tốt nghịch tánh, thì huống chi những kẻ ấy là nhánh nguyên sẽ được tháp vào chính cây olive mình. Và hỏi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết sự mầu nhiệm này, e anh em khoe mình khôn ngoan chăng? Ấy là một phần dân Israel đã sa vào sự cứng lòng, cho đến chừng nào số dân ngoại nhập vào được đầy đủ, vậy thì cả dân Israel sẽ được cứu. Như có chép rằng, đấng giải cứu sẽ đến từ Sion, cất sự vô đạo ra khỏi Gia-cốp. Ấy là sự giao ước mà ta sẽ lập với họ khi ta xóa tội lỗi họ rồi.
nếu luận về tin lành thì họ là nghịch thù bởi cớ anh em, còn luận về sự lựa chọn thì họ được yêu thương bởi cớ các tổ phụ. Vì các sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề đổi lại được bao giờ. Lại như khi trước anh em đã nghịch cùng Đức Chúa Trời mà bây giờ được thương xót bởi sự nghịch của họ, thì cũng một thể ấy, bây giờ họ đã nghịch hầu cho cũng được thương xót bởi sự thương xót đã tỏ ra với anh em. Vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự bạn nghịch đặng thương xót hết thảy. Ôi, sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời. Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được. Vì ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài, hay là ai đã cho Chúa trước đặng nhận lấy điều gì Ngài báo lại? Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài, vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng. Amen. Chương 12. Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mỗi người trong anh em, chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Vả như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng. Phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ. Hãy ân cần tiếp khách. Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em. Hãy chúc phước chớ nguyền rủa. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau. Đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhượng. Chớ cho mình là khôn ngoan. Chớ lấy ác trả ác cho ai. Phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Vì có chép lời Chúa phán rằng, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Vậy, nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn, có khát hãy cho uống. Vì làm như vậy, khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Chương 13. Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lệnh Đức Chúa Trời đã lập, và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình. Và
các quan quyền không phải để cho người làm lành sợ, mà để cho người làm dữ sợ. Ngươi muốn không sợ quyền phép chăng? Hãy làm điều lành sẽ được khen thưởng, vì quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho ngươi. Song nếu ngươi làm ác thì hãy sợ, vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ. Ngươi là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ. Vậy nên cần phải vâng phục, chẳng những vì sợ hình phạt thôi, nhưng cũng vì cớ lương tâm. Ấy cũng bởi lẽ đó mà anh em nộp thuế, vì các quan quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời hằng giữ việc ấy. Hãy trả cho mọi người điều mình đã mắc. Nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế, đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp, sợ kẻ mình đáng sợ, kính kẻ mình đáng kính. Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi. Vì ai yêu kẻ lân cận mình, ấy là đã làm trọn luật pháp. Và những điều răn này: ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ tham lam, và mọi điều răn khác nữa, bất luận điều nào, đều tóm lại trong một lời này: ngươi phải yêu kẻ lân cận mình như mình. Sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận. Vậy yêu thương là sự làm trọn luật pháp. Hãy ăn ở như vậy, vì biết thời kỳ đương lúc chúng ta đi, giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Đêm đã khuya, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày, chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét. Nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó. Thi Thiên 137. Chúng tôi đang ngồi trên mé sông Babylon, bèn nhớ lại Sion và khóc. Chúng tôi treo đờn cầm chúng tôi trên cây dương liễu của sông ấy, vì ở đó những kẻ bắt chúng tôi làm phu tù có biểu chúng tôi hát sướng. Kẻ cướp giật chúng tôi có đòi chúng tôi hát mừng mà rằng: hãy hát cho chúng ta một bài ca của Sion. Trên đất ngoại bang, chúng tôi làm sao hát được bài ca của Đức Giê-hô-va? Hỡi Giê-ru-sa-lem, nếu ta quên ngươi, nguyện tay hữu ta quên tài năng nó đi. Nếu ta không nhớ đến ngươi, chẳng thích Giê-ru-sa-lem hơn sự vui vẻ nhất của ta. Nguyện lưỡi ta dính nơi ổ gà. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại các con cái Ê-đôm trong ngày Giê-ru-sa-lem. Chúng nó nói rằng: hãy hủy hoại cho đến tận nền nó đi. Ở con gái Babylon là kẻ phải bị diệt. Phước cho người báo trả ngươi tùy theo điều ác ngươi đã làm cho chúng ta. Phước cho người bắt con nhỏ ngươi, đem chà nát chúng nó nơi hòn đá. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy dạy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng,
bình an nhị nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.